Hello, chào tất cả mọi người. Mọi người vẫn khỏe chưa ạ? Chúc tất cả mọi người xem clip thật là vui vẻ. Với kiểu tóc của bạn mẫu hôm nay thì thực ra ngay từ đầu ý đồ của mình là cắt undercut sang một bên. Thế nhưng trong quá trình cắt thì trong đầu mình đã có một ý tưởng là cắt tạo được cái độ bồng ở phần mái để mình cắt để có thể vuốt được pomodoro. Và mình sẽ tiến hành cắt khung tam giác ở phần phía trên, tức là từ phần đỉnh xoáy sẽ ngắn và phía trên mái sẽ dài hơn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành cắt, các bạn cùng theo dõi cách cắt của mình nhé. Ok, vẫn cứ là đặc sản kê lược anh em ạ. Vẫn cứ là kê lược. Mình sẽ tiến hành kê phần mai xung quanh lên. Ở đây thì mình cũng cắt gọn gọn phía trên lên các bạn nhá, cũng không để dài quá đâu. Ở dưới chân đây thì tường sẽ cắt trắng trắng luôn để có hiệu ứng một chút. Tường xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng tường và theo dõi cùng tường. Và tường đã nhận được nút bạc. Thế nhưng tường sẽ đợi một dịp nào đấy, tường sẽ bóc nút bạc và tường sẽ cảm ơn tất cả mọi người. Hiện tại nút bạc thì tường vẫn chưa bóc và tường đang cất. Đấy. Ok, như các bạn thấy vừa kê lược xong và bấm được quả mai thì uy tín luôn đúng không ạ? Bấm quả mai nét luôn. Mình rất là thích nhìn những đường nét như thế này. Cắt xong cứ bấm luôn cái đã, nhìn cho nó phấn khởi anh em ạ. Ok, vẫn cứ là đặc sản kê lược luôn. Hiện tại thì tường có nhóm kín trên Facebook dành cho những anh em yêu quý tường. Nhóm kín tên là Tường Barber Fan. Anh em có thể vào đây để cùng nhau chia sẻ về nghề, giao lưu về nghề anh em nhé. Cho tường quảng cáo thêm một chút nữa là tường có dùng Instagram để cho anh em có thể theo dõi tường. Instagram của tường là Tường Barber Việt Nam, TikTok là Tường Barber Training, Shopee là NT Giao Lạc 18, website là tườngbarber.com. Còn kênh nào ra? Dạ, hết rồi đấy ạ. Rất là cảm ơn mọi người. Hình như là vừa rồi tường thiết kế lại phòng cắt riêng của tường, có tủ kệ trưng bày phía sau thì phần quay camera được sắc nét hơn thì phải. Mọi người có thấy vậy không ạ? I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la. Anh em có mong muốn tường chia sẻ những khó khăn khi vào nghề không anh em? Anh em có thể cho tường cái chủ đề, ví dụ như nhiều anh em muốn tường chia sẻ về những khó khăn khi làm nghề ấy, hoặc là khi mới vào nghề, hoặc là khó khăn khi mở cửa hàng, anh em có thể viết bình luận về bên dưới chi tiết, tường sẽ làm video chia sẻ với anh em ạ. I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop. Ok, mọi người cứ theo dõi thao tác của tường để mọi người kê lược nhé. Nhiều anh chị ở bên nước ngoài không về học trực tiếp được thì
các anh các chị có thể đăng ký khóa học online của Tường. Hiện tại thì Tường có khóa học online với những tài liệu đã có sẵn. Phần chân dưới thì Tường sẽ dùng cữ 1,5 mở lưỡi đẩy lên luôn các bạn nhé. Tại vì là lược dày quá, thế nên là không thể kê lược sát cái phần dưới chân gáy được. Thế nên bắt buộc Tường phải sử dụng cữ 1,5. Còn về cái lược mà Tường đang cắt ấy, anh em khi mà mới nhận được thì anh em cắt nhiều thì dần dần cái mồ hôi của khách ma sát nhiều, cũng như là lược chải vào tóc nhiều nó được ma sát thì càng ngày sẽ càng sông hơn. Còn mới đầu về các bạn chải, nếu như chưa được sông lắm thì các bạn có thể mua dây nhám ở ngoài cửa hàng kim khí hoặc vật liệu xây dựng hay là những cửa hàng văn phòng phẩm. Các bạn có thể mua dây nhám mà có độ nhám cao một chút, sau đó các bạn mài thì sẽ bám tóc hơn. Mài theo ý các bạn. Lát nữa thì mình sẽ vuốt pomodoro ở một góc ngang để cho các bạn xem. Thế nhưng mà khi khách hàng về thì chắc chắn là sẽ không để kiểu pomodoro, mà khách hàng sẽ có thể vuốt sang một bên hoặc back ngược cái tập về sau các bạn nhé. Còn pomodoro mình chỉ vuốt để tạo hình ảnh cũng như là để cho các bạn xem. Ok, mình sẽ sử dụng NT218. Mình bấm đường mai cho nó cong tròn lại, nhìn nó phấn khởi. Mình cứ thích phấn khởi các bạn ạ. Ok, phần bên sai mình sẽ cắt gọn lại một chút nữa. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability, they want the credit. Các bạn có nghe thấy tiếng các cháu không ạ? Các cháu đi học về, thế nên là cũng hơi ồn một chút. Hiện tại thì buổi chiều ngày hôm nay Tường ngồi để lồng tiếng. Buổi tối thì mình dành thời gian cho vợ con ấy. Trước đây thì mình hay ngồi buổi tối để mình lồng tiếng, làm video. Đấy, thời gian này thì mình muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, thế nên là mình thi thoảng mình làm video buổi sáng hoặc buổi chiều. Buổi chiều thì các cháu đi học về thì cũng khá là ồn. Mình vẫn có phòng riêng rồi, thế nhưng mà các cháu ở ngoài cũng hơi ồn ấy. Có gì các bạn thông cảm nhá. Khi mà cắt một kiểu tóc, thường thường thì Tường sẽ gửi gắm cả cái mong muốn của khách hàng cũng như cái của mình, đặt địa vị của mình vào mong muốn của khách hàng. Sau đó Tường hòa mình vào để Tường cắt. Và khi cắt một tác phẩm xong thì Tường cảm thấy khách hàng hài lòng và đón nhận thì Tường thực sự nó sướng lắm các bạn ạ. Không tả được đâu. Hạnh phúc lắm.
sau đó cứ chụp, cứ quay lại, sau đó mình cứ xem đi xem lại, thích lắm. Và nhiều khi mà mình vuốt xong thì mình còn không muốn khách về, mình cứ đứng mình ngắm. Bây giờ mình sẽ xử lý tóc ở phần phía trên top các bạn nhé. Và hiện tại Tường làm YouTube đến nay cũng được chục năm, hơn chục năm rồi. Và Tường không phải là một người thợ cắt tóc giỏi, Tường chỉ là một người thợ cắt tóc rất bình thường. Và do Tường làm lâu rồi, thế nên là Tường có những kinh nghiệm trong cắt tóc nam. Và Tường chia sẻ với cái cách cắt của cá nhân Tường đến trên YouTube đây để tất cả mọi người cùng tham khảo. Đấy, không phải là Tường khiêm tốn đâu, mà Tường nói sự thật là Tường không phải là một người thợ cắt tóc giỏi. Tường là một người thợ cắt tóc rất bình thường. Tại vì khi mà Tường lên kênh YouTube cũng như lên cộng đồng thì Tường thấy anh em đăng ảnh, bây giờ anh em cắt rất là nét. Đấy là điều mà Tường rất là hạnh phúc. Ở đây thì mình cắt theo hình khối tam giác nhé các bạn nha. Phần mái sẽ dài nhất và Tường sẽ cắt ngắn dần ôm về phía sau gáy. Đấy, khi Tường sấy, Tường sẽ tạo được độ bồng mái cao nhất. Một lát nữa thì Tường sẽ sấy pomodoro cho các bạn xem nhé. Thực ra cắt tóc cũng dễ thôi mà các bạn. Với Tường thì nhẹ nhàng và nhẹ nhàng. Đấy, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng. Coi mọi chuyện đơn giản và đơn giản. Đấy là với Tường thôi các bạn nhé. Mỗi người sẽ có một cái định hướng riêng và cũng như một cái quan điểm riêng, cũng như một cái trường phái riêng. Còn với Tường là tất cả mọi thứ phải ứng dụng được với thực tế. Vừa thỏa mãn được bản thân, thỏa mãn được đam mê, sáng tạo, sướng, vui, hạnh phúc trong nghề. Đấy, mà phải ứng dụng được vào thực tế là kiếm tiền để nuôi dưỡng được đam mê của mình. Các bạn tin Tường đi, nếu như các bạn có đam mê, các bạn có tình yêu cực lớn với nghề nhưng mà các bạn không ứng dụng thường xuyên được vào trong cửa hàng để kiếm tiền thì thực sự là khó có thể duy trì được. Thời gian đầu thì Tường rất là đam mê các bạn ạ, và không tính toán gì luôn. Đến khi mà 2 năm đến 3 năm đầu tiên thất bại, tức là khi mà duy trì được cửa hàng ở trên thành phố ấy, thì thực sự là nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Thế nên là Tường đúc kết lại, ngắn gọn lại, và Tường chỉ làm những gì có thể ứng dụng được trong cửa hàng và thực tế nhất. Đấy, và Tường chọn phong cách là Tường sẽ phục vụ được nhiều đối tượng khách hàng. Đấy, tuy nhiên thì cũng tùy theo cái định hướng và cái quan điểm của mỗi người, và quan điểm và định hướng của ai cũng đúng, cũng thành công hết. Và Tường ở đây thì Tường có kênh YouTube riêng thì Tường được nói ra cái quan điểm riêng của Tường. Và Tường cũng rất là mong muốn được nghe nhiều những quan điểm riêng của mọi người nữa. Ok các bạn nhá. Ở phần hai bên thì Tường cũng sẽ cắt tròn lại một chút, chứ Tường sẽ không cắt vuông quá. Hơi bo lại một chút về cái phần khung ở phía trên top. Ok, sau khi cắt xong thì Tường cũng sẽ phải tỉa các bạn ạ. Về phần kỹ thuật tỉa cũng rất là quan trọng chứ. Ok, Tường sẽ xịt Sutonic để đường sấy tạo được độ bồng cho tóc. Sản phẩm tạo kiểu thì cực kỳ quan trọng đối với Tường rồi. Nếu như mà tạo kiểu mà không chọn được sản phẩm ưng ý thì thực sự để có một kiểu tóc ưng ý rất là khó luôn. Về sấy thì cũng đơn giản thôi mọi người. Thôi thì Tường sử dụng những cái ngôn ngữ rất là đơn giản thôi. Đầu tiên thì mọi người cho khách hàng cúi xuống sấy từ xoáy ngược ra phía sau, rồi lần lượt sấy mái lên, thế là xong ạ. Đấy, còn Tường cũng không quá chia sẻ cầu kỳ để cho những anh em mới khó hiểu. Thực ra đôi lúc Tường vẫn chia sẻ cầu kỳ đấy, nhưng mà lúc nào Tường nhớ ra thì Tường sẽ chia sẻ rất là ứng dụng, rất là đơn giản nhất, dễ dàng và dễ dàng, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng. Đấy, cứ sấy bồng từ sau ra mái, ngược hết ra về sau lần lượt. Mong rằng thì Tường sẽ chia sẻ và cống hiến được nhiều hơn nữa đến với tất cả mọi người. Yêu mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người đã yêu Tường, dành tình cảm cho Tường. Thực sự là vừa rồi Tường vào Sài Gòn, anh em đón nhận Tường
Tường cảm thấy rất là hạnh phúc. Tường hạnh phúc vô cùng. Và Tường sẽ cố gắng chia sẻ nhiều nữa, nhiều nữa, nhiều nữa đến với tất cả mọi người. Tường cũng chỉ ước gì tất cả anh em ba bờ ở Việt Nam làm YouTube đấy, để anh em mình học hỏi lẫn nhau và phát triển, càng ngày càng phát triển, càng lớn mạnh luôn, có thể vươn tầm ra thế giới luôn. Đấy, tất cả mọi người đều làm YouTube chia sẻ để Tường được vào học hỏi. Và khi mà Tường làm công việc YouTube này ý, cũng có lúc cũng mệt mỏi chứ bạn. Các bạn nhiều lúc cũng mệt mỏi chứ, nhất là thời gian đầu ấy. Thời gian đầu thì mình làm nhiều và đọc comment nhiều các bạn. Đó, comment tích cực có, tiêu cực có, đủ các kiểu luôn ạ. Đấy. Thế nên là thời gian đầu nó cũng khá là mệt mỏi. Làm ví dụ như ban ngày mình cày các bạn. Xong ban đêm ấy thì về làm YouTube đến muộn. Cứ một thời gian dài kéo dài như vậy, vợ con chán mình luôn. Mình cũng giải thích là đấy, mình làm vì công việc thôi, nhưng cuối cùng vẫn phải thay đổi các bạn ạ. Buổi tối dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Thế nên là tất cả phải cân bằng các bạn ạ. Ok, bây giờ thì Tường đã sấy xong rồi. Thế Tường sẽ sửa phần xung quanh một chút. Đấy, sửa một chút. Với Tường ấy, khi mà cắt một mái tóc, mình để gửi gắm tình yêu của mình vào, thì mình sẽ cảm nhận được cái sự hạnh phúc từ cái tác phẩm của mình. Đã bao giờ các bạn làm xong mà các bạn vuốt xong các bạn ngắm mãi chưa? Chụp choạch quay các kiểu, cảm giác như không muốn khách về, cứ muốn khách ở đây. Đấy, trong lòng và khách về cứ muốn khách ở lại để ngắm nghĩa kiểu như thế ạ. Kiểu tóc này thì Tường cắt mất khoảng 40 phút các bạn nhé. Lâu hơn kiểu tóc bình thường. Thứ nhất là form đầu của bạn ấy cũng gầy nữa. Đấy, tí tóc của bạn ở đây thì mình tỉa rất là kỹ các bạn nhé. Tóc khá dày đấy. Vừa rồi rất là nhiều anh em trong Sài Gòn hỏi về khoa học cắt tóc nam ở bên Tường. Thì Tường rất là cảm ơn mọi người. Mọi người có thể gửi thông tin cho Tường về nick của Tường, hoặc là thông tin ở phần mô tả video. Tường sẽ lưu lại thông tin của anh em. Khi nào mà đủ số lượng học viên từ 10 đến 15 người thì Tường sẽ tiến hành vào trong miền Nam để Tường đào tạo cắt tóc nam cho mọi người. Tường rất cảm ơn mọi người đã yêu quý dành tình cảm cho Tường. Và bây giờ Tường sẽ tiến hành tỉa các bạn nhé. Tỉa ở đây thì Tường sẽ tỉa từng lớp một nhé các bạn nhé, để được đều nhất. Kéo tỉa thì Tường sẽ có hai loại, một là tỉa tách, hai là tỉa mỏng nhạt sạn.
kéo tỉa nhân sạn thì thường sẽ sử dụng khoảng 25% tóc, đứt 25% tóc, và kéo tỉa dây thì sẽ linh hoạt từ 25 cho đến 50%, tức là phần trăm tóc sẽ thay đổi theo cái kỹ thuật tỉa, tại vì thiết kế răng là răng chạy, răng kiểu nước thang ấy các bạn, còn răng tỉa phần trăm tóc là răng chữ U. Tóc của bạn mẫu đây khá dày. Hiện tại thì Tường đang có chú học viên lớn tuổi nhất là ngoài 60 tuổi, và có một chị nữa, một chị học viên nữa. Sắp tới thì Tường sẽ làm clip quay để chia sẻ với tất cả mọi người. Tóc của bạn ở đây khá dày nên thế nên thì Tường sẽ tỉa từ phần ngọn đã các bạn ạ, tỉa đã thật đấy. Các bạn thấy không, ngay từ đầu tóc rất là xẹp, khi mà Tường xịt với tonic xong thì nó đã có độ bồng đấy. Ok, bây giờ Tường sẽ sấy lại. Tường dùng lô Tường sấy tăng độ bồng lên. Ok, mình vừa hết pin, mình thay pin xong mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người về phần tạo kiểu. Phần cạo thì mình sẽ tua nhanh nhá. Ở đây thì Tường sẽ sử dụng lợn xám các bạn nha. XM Hào giữ nếp tốt, cao. Bình thường thì bạn mẫu có thể vuốt undercut ôm sang hết một bên, undercut pompadour ấy. Thực ra undercut là được hiểu, nếu như hiểu theo kiểu Việt Nam, nó là một kiểu tóc vuốt mái ôm lệch sang một bên. Còn chuẩn nghĩa ra là undercut là vuốt cắt ngắn phần xung quanh sai. Ok, bây giờ Tường sẽ trải pompadour các bạn nhé. Ok, mình sẽ quay góc ngang cho các bạn xem. Ở đây thì Tường muốn có thêm một chút độ bóng, Tường sẽ sử dụng lợn xanh blue nước biển. Mùi hương thì thơm thôi rồi luôn. Đây là một sản phẩm cực thơm luôn. Mình sẽ tiến hành vuốt thêm lợn xanh để mình tạo được thêm độ bóng cho kiểu tóc pompadour. Ở đây là pompadour ngắn các bạn nhé. Pompadour ngắn hai phần size thì mình cắt cao. Đấy, như các bạn thấy sẽ bóng hơn đúng không ạ? Bóng hơn. Đấy các bạn thấy không? Pompadour.
thay trang phục vest, cà vạt và nữa là ô văn kê luôn đấy các bạn. Thực ra khi mà cắt pomodoro thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta cắt ra hình khối tam giác và chọn một chất tóc có thể là sẽ có lợi thế về phần nếp một chút, thì chúng ta sẽ vuốt và tạo kiểu nó sẽ dễ dàng hơn. Và phần chán cũng hơi cao cao một chút. Thường 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 để ý pomodoro thì ở cái phần tóc của những người mà bị xói chán nhẹ ở phần góc chán ấy, và tóc mềm thì sẽ tạo kiểu pomodoro sẽ rất là đẹp. Ok, Tường cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã theo dõi clip của Tường. Anh xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Còn về phần tạo kiểu ở đây thì các bạn cứ trải đến khi mà các bạn hài lòng, các bạn ưng thì thôi.